là món quà của anh thôi. Giờ cứ nằm đó canh thôi. Anh không cần gì hết. Si ơi, yêu nhau đi con. Trời ơi, vợ con bự quá trời. Xê, con làm gì đó xê. Kêu ta im cho anh, ta làm việc gì xê. Ba ơi, ngồi dậy đi con. Có cái quà ở sao, có cái quà ở sao cái sau lưng dướng quà mà không biết sao lấy không biết sao lấy được cái quà. Trời, cái này mà lấy được cái quà chắc xé xé tan nát. Rồi, đây nè, đây 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 sao mắt nó lông dài quá. Cứ chị này đi đâu là chị là anh kia theo đó vậy, cứ theo canh tò 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 vậy. Anh đại ca, anh đại ca ráng dưỡng sức nha con. Trời, hàng ba giây nè mà lúc kia dám ho, bây giờ hơi mặt cookie luôn rồi đó. Ở mà ho người ta trưởng thành, người ta vip đó, nhưng người ta hiền thôi. Hiền hiền thì hiền chứ mà lúc lên lúc giữ cũng giữ lắm á. Lên nó có hai đứa cày không biết làm sao phải phải cuốn lộn. Lộn đó, qua quấn cho nó quá trời. Giỡn nhau cọc. Mà em thấy nó cắn vô cổ không mà sao tại trên lưng lại có hai vết chày luôn. Đồ, lúc đó nó quơ tùm lum mà. Lúc mình can không chịu phải không? Trời dễ gì ăn sao nó lộn mà can. Thọt tay vô nó cắn luôn ghê chứ. Sao hai đứa hai chồng sao gây nhau mà còn dùng bạo lực vậy? À cục xương. Cục xương quá. Tự vì con không ăn mà. Ăn hồi sáng ăn. Thì ăn lúc cắn được con bự quá cái không nhai được nhả ra. Nhả ra tới cái là vô. Buồn ngủ rồi. Ngủ đi. Ngủ đi con. Ngủ đi cho nó khỏe nha, đừng suy nghĩ gì nữa hết á. Trong đầu con thì con nghĩ rồi cơ, ngủ dưỡng sức, đừng nghĩ con la nha không nữa. Mới nói con la giờ đứng dậy nữa. Ừ, nói thấy con nằm hả? Lại theo sân quỳnh qua đây thì thấy không? Theo để bảo vệ, nó biết hết đó. Nó biết sân quỳnh bảo vệ cho nó đó, nó khôn lắm. Biết theo bảo vệ đó. Theo bảo vệ đó, con được mới tắm rửa nữa rồi đó, thơm phức luôn á. Rồi nó đi à, đi à, con đi ngủ với con. Tại đang nằm ngủ đó này. Liêm diêm rồi. Con đang sửa ghế nữa hả con? À, con sửa ghế hả? Hả? Con sửa hoài vậy, con sửa đủ thứ vậy, giỏi vậy. Tối ngày con kiếm chuyện này chuyện kia, con sửa ở nhà này không riết không còn nữa luôn à. À, sửa đó, đang sửa chân bên này. Miệng mới sạch sẽ đó. Đâu mất sửa ghế. Miệng mới sạch sẽ mới tắm đó. Lại ơi. Thôi con đừng phá nữa con. Nữa lại ai vô người sân quỳnh nữa nè. Đi đâu nó cũng lại, nó có lại theo trò cho nè. Theo mày hả con? Thôi. Cởi quà lại cho con hả? Hai đứa thương nhau miếng đi. Thương nhau đi. Si, nè. Con la miếng nè. Ừ, thương nhau đi. Hả? À. Hai đứa con thương nhau đi. Xây. Sao con cứ kỳ vậy Xây? Sao ông già Noel, ý quên bà già Noel.
Con đeo quà hả? Con dưới mình quà hả? Dưới mình quà cần cổ. Ê, tặng quà cho Si đi La. Con tặng quà cho Si đi La. Nó có cái bịch quà sao lưng, nó không biết sao lấy được bịch quà hết. Ây da, nữa lại nữa. Cứ lại A cho người tôi quà vậy hả? Nó thấy Sơn Quỳnh ngồi xuống là nó A lại nữa nè. Theo vậy đó. Còn anh kia thì tắm rửa sạch sẽ rồi anh cứ theo anh quần vậy đó. Quần hoài anh. Thôi biết rồi, thôi biết rồi. Biết rồi, biết ông biết ông già Noel rồi. Biết rồi, thôi biết rồi con. Các cô chú ơi. Con ra đây con ngồi con chờ người tới xin quà con hả? Hả? Hả là ông già Noel. À cái này là bà già Noel chứ không phải ông già Noel. Bà già Noel Si, đừng con. Ra đây con, đây. Con ngồi đó con chờ hả? Con chờ người tới con giao quà hả? La ơi, con đeo quà gì đó. La Si cứ nằm đó canh hoài. Phải mặc đồ bảo hộ vô chứ mới tắm rửa sạch sẽ mà không mặc đồ là nó quậy banh xác. La ơi, con đi phát quà hả con? Noel rồi, con đi phát quà hả? Để cho vợ con đi phát quà đi con. Thôi con đừng mà để cho vợ phát quà để vợ mới thay đồ mới tắm rửa xong lại ai cho người sang Quỳnh luôn mà không lại ai cho người ngồi liền à. Từ đằng kia thấy mình ngồi xuống là đặt ồ con phát hôm nay con phát quà gì vậy, quà tuyết hả? Ôi ôi rồi ok nghỉ ngơi ha À, nó biết nó có cái bao quà hả? Trời ơi, con mặc không tươi vậy con, đi chơi sao không tươi con? Đi đâu ở đâu ăn? Cà phê. À, Si mệt này, Si không phải mệt mà Si sợ, Si nằm Si nghỉ. Nè, con đổ nón cho đàng hoàng đi, ha, nè. Nè, buồn ngủ hả? Rồi, ngủ tiếp đi con. Đi chơi mà buồn ngủ tại sáng mẹ dậy mẹ đi lễ lúc 4:30 chắc dậy theo quá. Bây giờ nè. Si ơi. Si ơi. Buồn ngủ rồi mẹ ơi, để cho con ngủ nha. Đó. Uống cà phê với ba mẹ buổi sáng. Sớm quá hả? Cho ra đi phơi nắng một chút. Đây là đang ở ngoài bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Nãy giờ ngủ không à? Thì đi chơi. Đi ra phơi nắng.
chạy lẹ dữ lắm luôn á, anh sợ nó cắn không à. Sao con? Nghe đây đã không? Nghe đã không? Hả Si? Đã không đã? Tới kìa. Tới kìa. Giờ mới tỉnh nè. Vô quán cà phê nằm không. Giờ mới tỉnh rồi đó. Đó. Con đây nè, các cô chú ơi. Con đó. Con ổng là giống như em bé vậy đó, ổng con kiểu này là con chịu liền à. Nói không? Con mặt à, mắt chớp chớp rồi. Nắng à, chói mắt. À. Đó, tạo dáng luôn, làm kiểu luôn rồi. Mặt không có cảm xúc gì hết. Bởi vì ông chị Sơn không che riết thôi.